Chưa đầy 2 ngày nữa, đám cưới bình an, Phương Nga sẽ diễn ra tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Thời điểm hiện tại, cặp đôi gần như đã hoàn thành các công đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tối ngày 19 tháng 10, Bình An Phương Nga tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung thêm bộ ảnh cưới mới thực hiện trên đường phố. Trong ảnh, nam diễn viên và bà xã tạo dáng tình tứ bên chiếc mô tô. Nếu Bình An bảnh bao, lịch lãm với vest, mỹ nhân 9X lại diện váy cưới ngắn ôm sát, khoe đường cong gợi cảm và đôi chân dài miên man. Cặp đôi Beast liên tục trao nhau ánh mắt, cử chỉ tình tứ. Thậm chí, Bình An còn táo bạo thể hiện tình cảm với bà xã bằng nụ hôn cổ. Bình An Phương Nga đã có hơn 4 năm hẹn hò. Giữa tháng 9 vừa qua, cả hai khoe giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Ngày 6 tháng 10, lễ ăn hỏi Bình An Phương Nga diễn ra tại nhà riêng ở Hà Nội. Sau lễ ăn hỏi, cặp trai tài gái sắc sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21 tháng 10. Cặp đôi bắt đầu đón khách từ 18 giờ tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Khách tham dự diện trang phục màu sắc trang nhã, trừ màu trắng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.